Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm của Hawk Store. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới, đó là Tourniquet. Cái này đọc thế nào ấy nhỉ? Tourniquet. Đây là Tourniquet. Tourniquet là một sản phẩm trong một bộ Medikit. Tourniquet về cơ bản giống một chiếc garo. Tuy nhiên, nó được cải tiến hơn rất nhiều so với trước đây. Về cơ bản, các bạn có thể thấy Tourniquet đã có thêm các mảng velcro như thế này để các bạn có thể nhanh chóng định vị được các vết thương và tiến hành sơ cứu một cách dễ dàng. Ngoài ra, Tourniquet còn có một mảng màu trắng ở đây cũng có velcro, ghi là time, có nghĩa là thời gian. Ở mục này, ở đây các bạn có thể ghi thời gian mà nạn nhân được sơ cứu để các bạn có thể nhanh chóng tiến hành sơ cứu cũng như là sau này để bác sĩ có thể nhanh chóng chuẩn đoán, chữa trị cho nạn nhân. Tiếp đó, ở dưới có một cái que nhựa như thế này. Nó dùng để tạo áp lực cho Tourniquet, giúp cầm máu nói chung. Ngoài ra, Tourniquet dài khoảng 90cm, cho nên là nó có thể sử dụng để sơ cứu ở gần như tất cả các bộ phận trên cơ thể người. Đi kèm trong bộ sản phẩm Tourniquet thì các bạn còn có thêm một tờ hướng dẫn bằng tiếng Anh. Các bạn có thể nghiên cứu thêm tại đây bởi vì nó khá là chi tiết. Và sau đây tôi sẽ demo cách dùng sản phẩm. Để sử dụng Tourniquet, đầu tiên các bạn phải tháo lớp velcro này ra như thế này. Sau đó các bạn phải nới lớp velcro này ra để cho vừa với vị trí bị thương. Ví dụ như ở đây là ở chân. Ví dụ như trong trường hợp bị rắn cắn chẳng hạn, thì các bạn phải đưa Tourniquet lên trên. Tourniquet sẽ thắt chặt cái vùng đùi này lại, ngăn nọc độc đi theo đường tĩnh mạch lên trên tim của bạn. Trong trường hợp thứ hai, bạn bị gặp vết thương ở lớn và mất rất nhiều máu, thì Tourniquet cũng sẽ thắt chặt động mạch để ngăn cho máu lưu thông xuống dưới chân của bạn. Sau đây mình sẽ thiết chặt cái Tourniquet này lại. Bạn sẽ thiết chặt Tourniquet như thế này, luồn nó ra đằng sau. Dán khớp cái lớp velcro vào bên, trùng khớp để không bị lệch. Sau đó các bạn tháo lớp velcro này ra, màu trắng này ra. Các bạn lấy cái que này, các bạn quay thật chặt. Các bạn có thể cảm nhận được độ chặt của nó bằng khi các bạn đang quay. Đó, như thế này đã khá chặt. Và diễn viên của bọn mình thì cũng đang rất là khó chịu. Ok. Thì sau khi bạn đã cảm thấy chặt đủ, vừa đủ, thì các bạn sẽ gài nó vào cái nấc này. Đó, nó khá là chặt. Và các bạn dán lại. Các bạn ở đây, mục này, như mình đã nói, các bạn sẽ ghi thời gian nạn nhân được sơ cứu để đưa đến các cơ sở y tế thì họ sẽ có thể chuẩn đoán và tiến hành chữa trị theo cách nhanh nhất. Các bạn lưu ý, Tourniquet chỉ là sản phẩm sơ cứu. Vì thế, sau khi sử dụng Tourniquet, các bạn phải nhanh chóng đưa nạn nhân tới các cơ sở y tế gần nhất để tiến hành chữa trị. Bởi nếu như các bạn sử dụng Tourniquet quá lâu thì máu sẽ không lưu thông xuống được các phần bên dưới. Và vì thế nó sẽ gây ra hoại tử và sẽ phải cắt bỏ. Nhanh lên, chân em tê rồi. À, lưu ý nhé. Nếu có bị cắn ở ngực hay là cắn ở mặt thì cũng đừng dùng Tourniquet nhé. Bỏ ra cái đụng